Bản tin thời sự an ninh tối ngày 30 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Trai làng phóng xe 5 km trên đường đêm rồi nhảy xuống mương nước trốn công an. Cô gái khoe tiêm vaccine bị phạt 12,5 triệu đồng. Tạm giữ hai đối tượng cướp giật tài sản tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Giả làm người tốt để cướp tài sản của phụ nữ. Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 31 tỷ đồng. Trộm chữ ký phó giám đốc và con dấu công ty chồng làm việc để lừa đảo. Lừa chạy chuyển việc, chiếm đoạt 250 triệu đồng. Cựu bí thư đảng ủy thị trấn lừa xin việc cho nhiều người rồi ôm tiền tỷ đi trả nợ tiêu xài. Sai phạm ở bệnh viện Tim Hà Nội, bắt giám đốc và kế toán trưởng một công ty. Hé lộ danh sách lãnh đạo được công ty Nhật Cường biếu quả. Về tình hình cụ thể, trai làng phóng xe 5 km trên đường đêm rồi nhảy xuống mương nước trốn công an. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7, Vũ Ngọc Hát ở xã Long Hà, huyện Phú Giềng, tỉnh Bình Phước đi xe máy trên tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Long Hà. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã quy định người dân trên địa bàn không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, tổ tuần tra kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của xã Long Hà đã ra hiệu lệnh cho Hát dừng xe kiểm tra nhưng Hiếu đã tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi đối tượng phóng xe chạy khoảng 5 km đến đoạn đường đất trong lô cao su của nông trường 6 thuộc thôn 8 xã Long Hà. Hát giấu xe vào lùm cây rồi nằm xuống mương nước trốn. Tổ tuần tra truy tìm, phát hiện và đưa Hát cùng phương tiện về công an xã lập biên bản vi phạm xử lý hành chính về hành vi ra đường không có lý do chính đáng, quy định tại điểm A khoản 1, điều 12, nghị định 117 CP và hành vi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của người đang thi hành công vụ, quy định tại điểm A khoản 2, điều 20, nghị định 167. Vụ việc tiếp tục được công an xã Long Hà, huyện Phú Giềng củng cố hồ sơ, xử lý. Cô gái khoe tiêm vaccine bị phạt 12,5 triệu đồng. Phương Anh, 27 tuổi, bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin trên mạng xã hội về việc được tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer mà không cần đăng ký. Quyết định xử phạt hành chính với Phương Anh về hành vi thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân, tạo lập trên mạng xã hội theo điểm A khoản 3 điều 99, nghị định 15/2020 NĐ-CP được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra ngày 29 tháng 7. Theo xác minh, cô gái này ở Hà Nội, nghề nghiệp kinh doanh tự do. Ngày 19 tháng 7, Phương Anh đăng tải trên Facebook cá nhân với nội dung: tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký, tối qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách thì ông ngoại gọi mai tiêm luôn, được tiêm vaccine Pfizer. Xác minh tại Bệnh viện Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế nhận thấy Phương Anh đưa tin sai sự thật. Tài liệu thu thập từ Bệnh viện Hữu Nghị cho thấy cô gái này được người thân nhờ một bác sĩ đang công tác tại viện đăng ký tiêm vaccine từ ngày 12 tháng 7. Giám đốc bệnh viện đã đồng ý giải quyết cho tiêm nếu có dư liều vaccine. Theo Bộ Y tế, đây là việc nhằm giải quyết tình huống vào cuối mỗi buổi tiêm trong trường hợp có người thuộc diện được mời đến tiêm nhưng không đến hoặc có người qua khám sàng lọc không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm. Việc này nhằm tránh lãng phí vaccine. Ngày 19 tháng 7, cô này được viện thông báo đến tiêm. Thời điểm đó, Bệnh viện Hữu Nghị chỉ còn hai loại vaccine mới nhận là Pfizer và Moderna. Vaccine AstraZeneca đã hết từ trước đó. Việc tiêm vaccine nào cho người đến tiêm do bệnh viện điều hành không có sự ưu ái. Bệnh viện Hữu Nghị sau đó đã kỷ luật và điều chuyển công tác nhân viên y tế liên quan đến sự việc này. Tạm giữ hai đối tượng cướp giật tài sản tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 29 tháng 7, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Văn Cường, Nguyễn Văn Thìn, cùng sinh năm 1988, trú tại Tây Tự, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Quá trình điều tra ban đầu xác định, do đối tượng không có công an việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, nên Cường và Thìn đã bàn bạc, lên kế hoạch đi tìm những người đi đường có sơ hở để cướp giật tài sản. Trước đó vào ngày 26 tháng 7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1980, trú tại Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về việc bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều cướp giật một túi sách, bên trong có một điện thoại di động Oppo A5S và khoảng gần 10 triệu đồng tiền mặt. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng tổ chức xác minh, ra soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, xác định Lê Văn Cường và Nguyễn Văn Thìn có nhiều đặc điểm giống miêu tả của bị hại nên đã mời về trụ sở Công an quận để làm việc. Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 26 tháng 7, Thìn chở Cường đi đến ngã tư Trung Tự, Yên Nội trên đường Tây Thăng Long, hướng từ Văn Tiến Dũng đi Tây Tự, phát hiện một người phụ nữ đeo túi sách đang đi xe đạp điện. Lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, không có người qua lại, hai đối tượng đã áp sát giật chiếc túi sách rồi tăng ga, nhanh chóng bỏ chạy về hướng Yên Nội. Kiểm tra trong túi sách có 7 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, hai đối tượng lấy và tiêu xài cá nhân hết.
Qua điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 7 đến nay, cũng với phương thức thủ đoạn như trên đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác với tổng giá trị tài sản khoảng gần 5 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định. Giả làm người tốt để cướp tài sản của phụ nữ. Ngày 29 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với viện kiểm sát cung cấp thi hành lệnh bắt tạm giam của Nguyễn Quốc Nam, sinh năm 1987, ngụ tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Nam khai nhận trong lúc dịch bệnh không có việc làm do túng thiếu nên đã đi làm liều. Theo đó, vào ngày 17 tháng 7, Nam đang đi bộ trên đoạn đường thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, thì gặp chị Y Thị Mộng Cầm đang đứng ven đường cùng với chiếc xe máy hỏng nên Nam đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, đối tượng đã tiến đến gần, giả vờ sửa giúp xe, rồi kêu chị Cầm đi theo đối tượng đến căn nhà gần đó, lấy tiếp dụng cụ để sửa xe. Tưởng gặp được người tốt nên chị Cầm đã tin lời đi theo đối tượng. Nhưng khi vừa đến căn nhà hoang thì đối tượng đã hiện nguyên hình là tên cướp hung tợn. Ngay sau đó, đối tượng đã dùng vũ lực khống chế chị Cầm, lấy dao thủ sẵn ra kề cổ đe dọa nạn nhân, lấy số tiền gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 31 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Sĩ Hải, 51 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo đó, từ tháng 5 năm 2021, nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an phát hiện đối tượng Nguyễn Sĩ Hải, tức Hải Lương, có nhiều nghi vấn liên quan đến tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Sau thời gian điều tra, đến ngày 27 tháng 7, Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ Hải. Theo điều tra xác minh ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Hải đã tiến hành cho nhiều người dân, sinh viên vay với số tiền hơn 31 tỷ đồng với lãi suất cao so với quy định. Được biết, Hải có tới 5 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra. Trộm chữ ký phó giám đốc và con dấu công ty chồng làm việc để lừa đảo. Ngày 29 tháng 7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đới Thị Loan, sinh năm 1970 ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đây Đới Thị Loan là nhân viên của chi nhánh công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa. Sau đó Loan đã mở cửa hàng bán quần áo và tiệm spa ở phố Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn và phố Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhưng ngày càng lâm vào cảnh nợ nần. Lợi dụng mối quan hệ thân tình với gia đình ông DTS và ông TDH ở mặt bằng quy hoạch 530, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Loan đã nói dối hai người này là hỏi vay tiền hộ cho chồng mình là ông LQH. Ông H hiện đang giữ chức phó giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, xí nghiệp xây dựng công trình để phục vụ sản xuất kinh doanh. Để tạo niềm tin cho ông S và ông H, Loan đã sử dụng chữ ký khắc sẵn của ông LQH và con dấu của chi nhánh công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, xí nghiệp xây dựng công trình đóng vào các hợp đồng và vay của hai người đàn ông này với số tiền là 1 tỷ đồng, ông S 600 triệu đồng và ông H 400 triệu đồng. Sau khi lừa lấy được tiền của ông S và ông H, Loan sử dụng hết vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả. Cho rằng chi nhánh công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, xí nghiệp xây dựng công trình vay nhưng không trả, ông S và ông H đã làm đơn khởi kiện. Cơ quan chức năng đã làm rõ chi nhánh công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, xí nghiệp xây dựng công trình không giao cho bà Loan đi vay tiền để sản xuất kinh doanh. Biết mình bị bà Loan lừa, ông S và ông H đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Lừa chạy chuyển việc chiếm đoạt 250 triệu đồng. Trong tháng 4 năm 2021, Công an thành phố Huế đã nhận đơn trình báo của chị NTI về việc Tôn Thất Điệp đặt vấn đề xin chuyển công tác cho chị Y từ trạm y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Huế với giá 250 triệu đồng. Tin lời của Điệp, Y đã đưa cho Điệp 250 triệu đồng nhưng Điệp không giúp chuyển công tác cho chị. Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Trong tháng 4 năm 2019, Điệp đã có 3 lần nhận tiền của chị Y với tổng số tiền 250 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, Điệp là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tuyển dụng, điều chuyển công tác cán bộ, viên chức không phải là thẩm quyền của Điệp nhưng vẫn cố ý thực hiện, dùng lời nói gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị Y. Được biết trước đó, Điệp đã tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền bù lỗ. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Tôn Thất Điệp để tiếp tục điều tra làm rõ.
cựu bí thư đảng ủy thị trấn lừa xin việc cho nhiều người rồi ôm tiền tỷ đi trả nợ tiêu xài. Cao Minh Tú, 40 tuổi, trú tại thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, trước khi bị bắt, Tú nguyên là phó chánh văn phòng huyện Sông Mã, bí thư đảng ủy thị trấn Sông Mã, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sông Mã và sau đó là giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân, Tú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm chứng chỉ tin học ngoại ngữ. Nạn nhân đầu tiên của Tú là chị QTL, mới học xong sư phạm. Thông qua người quen, chị L được giới thiệu và đưa cho Tú khoản tiền 110 triệu đồng để lo làm giáo viên tại xã Trường Pha, huyện Thuận Châu. Tuy nhiên sau khi đi thi, chị L không đỗ, không xin được việc, cũng không đòi lại được tiền. Giống chị L, anh CVX, trú tại huyện Thuận Châu, bị Tú lừa mất khoản tiền hơn 100 triệu đồng với mục đích xin cho con dâu đi dạy học. Nhưng khi nhận tiền, Tú không hề có động thái nào tìm việc như hai bên đã thỏa thuận. Theo một bị hại tên là LVN, trú tại huyện Thuận Châu, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020, anh đã giới thiệu được 13 người có nhu cầu xin việc và làm chứng chỉ, tin học, ngoại ngữ, trong đó có nhiều trường hợp nhận tiền của họ để đưa cho Tú lo việc, như trường hợp anh CVT 210 triệu đồng, anh LVT 190 triệu đồng, chị LT 210 triệu đồng, anh LVM 215 triệu đồng. Cho đến nay, Tú chưa xin được việc cho trường hợp nào, cũng chưa trả lại tiền cho các nạn nhân. Biết bị lừa, ngày 1 tháng 6 năm 2021, anh N cùng các nạn nhân viết đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Từ chứng cứ, tài liệu thu thập, ngày 28 tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt giam Cao Minh Tú. Theo cơ quan điều tra, Tú là người có chức có quyền nên đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lợi dụng mối quan hệ thân quen với các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 4 năm 2020 đến nay, Tú đã lừa đảo chiếm đoạt của 14 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai với số tiền trên 2 tỷ đồng, sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân. Thiếu tá Quang Hữu Nam, điều tra viên công an tỉnh Sơn La cho biết, điểm chung của các nạn nhân bị đối tượng lừa đảo đều là những trường hợp có con em tốt nghiệp tại các trường học đang muốn xin vào cơ quan nhà nước. Bản thân đối tượng vay nợ nhiều người tại địa bàn huyện Sông Mã, không có khả năng trả mới hướng đến các địa bàn khác để thực hiện hành vi lừa đảo. Quá trình đấu tranh, Tú khai nhiều người không có khả năng trả nên nghĩ ra cách lừa giới thiệu bản thân có khả năng xin việc ở một số vị trí trong huyện như giáo viên, y sĩ, kiểm lâm, hội nông dân, kèm theo điều kiện đặt cọc trước một khoản tiền để chạy việc. Sau khi nhận tiền từ các nạn nhân, Tú chỉ liên hệ để hỏi thông tin về việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, chứ không có động thái nhờ xin việc làm. Đối với những trường hợp xin làm giáo viên, để tạo lòng tin, Tú còn tự tải các đề thi trên mạng về chỉnh sửa nội dung, bao gồm đề thi, đáp án, giấy thi rồi chuyển vào mail cho các bị hại, làm bài tại nhà. Những bài thi này sau đó Tú đem đi tiêu hủy. Còn với những trường hợp cần làm chứng chỉ tin học ngoại ngữ thì dễ dàng hơn nhiều. Tú chỉ cần nhận tiền và đặt mua trên mạng rồi chuyển lại cho các bị hại. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La cho hay, Tú là người có trình độ, có nhận thức và hiểu biết pháp luật, từng giữ chức vụ ở một số cơ quan nhà nước, nên y đã lợi dụng điều này để tiếp cận, tạo sự tin tưởng cho các bị hại, rồi chiếm đoạt tiền của họ. Sai phạm ở Bệnh viện Tim Hà Nội, bắt giám đốc và kế toán trưởng một công ty. Tối 29 tháng 7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt đối với hai bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã điều tra, xác minh tin báo tố giác về một số hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh.
Kết quả điều tra, xác minh, xác định một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định, đấu thầu và một số cán bộ công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận của nhân dân. Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với Hoàng Thị Ngọc Hưởng, sinh năm 1961 tại Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Mua sắm, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội, Nguyễn Thị Dung Hạnh, sinh năm 1969, tại Hà Nội, nguyên kế toán trưởng, ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội. Đoàn Trọng Bình, sinh năm 1960, tại Hải Phòng, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư, ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ thẩm định Bệnh viện Tim Hà Nội. Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1980, tại Hà Nội, nguyên phó trưởng phòng vật tư, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội. Trần Phú Hưng, sinh năm 1976, tại Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam. Nguyễn Hồng Dũng, sinh năm 1982, tại Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Thẩm định viên. Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 1989, tại Hải Dương, chuyên viên thẩm định Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam. Việc khởi tố bắt tạm giam hai bị can Phạm Huy Lập và Phạm Thị Kim Oanh nói trên là diễn biến mới của vụ án này. Cũng liên quan đến vụ án trên, tại cuộc họp báo cách đây chưa lâu, ở Bộ Công an, đại diện C03 cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, C03 tập trung điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc mua thiết bị y tế tại một số bệnh viện và các đơn vị khác liên quan. Theo đại diện của C03, hành vi sai phạm xảy ra trong các vụ án thuộc lĩnh vực y tế rất nhiều, trong đó có hành vi nâng khống giá thiết bị y tế để hưởng lợi bất chính. Đối với sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan, ngày 13 tháng 5 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015. C03 đang điều tra, củng cố tài liệu về hành vi vi phạm đối với các bị can đã bị khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Quá trình điều tra, nếu phát hiện người nào vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định, đại diện C03 nói. Còn tại buổi họp báo chiều 27 tháng 4 về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trả lời báo chí những câu hỏi liên quan đến ứng viên Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nói, trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, chúng tôi biết thông tin qua cơ quan báo chí, tiểu ban nhân sự đã chủ động có văn bản gửi Bộ Công an để biết thông tin chính thức về ông Nguyễn Quang Tuấn. Chúng tôi nhận được văn bản của Bộ Công an, đây là văn bản tuyệt mật nên chúng tôi thông tin những nét chung nhất. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra. Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan, nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra. Đến ngày 16 tháng 5, bà Thanh cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 10 của Hà Nội. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Hé lộ danh sách lãnh đạo được công ty Nhật Cường biếu quà. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Chính vì vậy, ông Trung đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy giao cho Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Đông Kinh, lập bản tổng hợp danh sách các cá nhân có ảnh hưởng tới dự án để dự kiến chi phí biếu tặng. Trong đó, Bùi Quang Huy là người biếu tặng Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, còn lại Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và các cá nhân khác do Tuấn giao dịch.
gói thầu số hóa 2016-2017, danh sách biếu tặng do Tuấn lập gồm Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Nguyễn Tiến Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai được Bùi Quang Huy nói là đã biếu cho ông Tứ 500 triệu đồng. Thực tế, Tuấn không biết Huy có biếu tiền như Huy nói hay không vì Tuấn không tham gia biếu tặng. Tuy nhiên, ông Tứ lại khai, vào dịp Tết năm 2017, Bùi Quang Huy có đến phòng làm việc chúc Tết một chai rượu ngoại và 300 triệu đồng. Ông Tứ đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra. Cũng theo lời khai của Tuấn, dịp Tết 2017, Tuấn đến phòng làm việc của ông Nguyễn Tiến Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, chúc Tết, biếu 100 triệu đồng. Ông Học thừa nhận việc này và đã nộp lại toàn bộ số tiền cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, Tuấn khai dịp Tết 2018, Tuấn đến phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội chúc Tết và có biếu số tiền 30 triệu đồng đưa cho Phạm Thị Kim Tuyến. Tuấn còn mua tặng một robot lau nhà nhân dịp Tuyến chuyển nhà mới với trị giá khoảng 10 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Tuấn đã đến chúc Tết Phạm Thị Thu Hường một chai rượu và tặng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 5 chậu hoa lan trị giá khoảng 25 triệu đồng. Về việc này, bị can Tuyến Hường xác nhận là đúng.